mẹ chụp bánh à? Không, mẹ có chụp đâu, mẹ đang đang quay lại con nói là bạn bạn Vinh như nào ấy. Bạn Vinh bảo con như nào ấy. Hả? Bạn Vinh bảo con như nào? Vinh hỏi con ốm. Thế xong con bảo trả lời như nào? Mẹ thấy con hơi bị ốm. Thế à? Đúng không? Mẹ tắt đi đi. Tắt cái gì? Tắt cái kia đi không? Tắt làm Tắt gì? cái chút bảnh ấy. Tắt chụp ảnh đi á. Vâng. Mẹ đang quay thôi, mẹ không phải chụp ảnh. Chụp bảnh đi. Đây, chụp đây. Con cười lên. Ở đây. À, con đẹp ấy hả? Chụp bảnh cho chị đi. Tôi chip buồn ngủ mất rồi, mai mẹ chụp ảnh chip sau. Chip xinh hay xấu? Chip xấu. Chip xấu gì? Vâng. Thế à, cái cu đẹp trai hay cu xấu trai? Con đẹp. Con đẹp á, à? Con xấu mù mịt. Con xấu mù mịt. Con đẹp chim. À, con đẹp con xinh à? Mẹ thấy con xấu mà. Không. Thật đấy.